Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị cùng đón nghe nội dung có liên quan tới cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có tựa đề Mỹ chuẩn bị hành động quyết liệt với cổ phiếu Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh. Tác giả Thu Thủy theo Việt Times xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung chi tiết. sau khi truy sát tiktok và các ứng dụng khác của trung quốc chính phủ của tổng thống trump lại coi các công ty trung quốc niêm yết tại mỹ là cái gai trong mắt yêu cầu các trường đại học của mỹ từ bỏ việc nắm giữ cổ phiếu trung quốc trong quỹ tài trợ nhà trường trung quốc đã chỉ trích mỹ thiết lập chướng ngại vật nhân tạo không phù hợp lợi ích của thị trường vốn hai nước theo trang tin hoa ngữ đa chiều Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19 tháng 8, người phát ngôn của bộ này, ông Triệu Lập Kiên đã đưa ra tuyên bố nên khi câu trả lời câu hỏi có liên quan. Ông Triệu Lập Kiên cho rằng Trung Quốc và Mỹ là đối tác đầu tư và tài trợ quan trọng của nhau. Hai bên đã thu được những lợi ích kinh tế to lớn từ những hợp tác tài chính nhằm đạt được kết quả cùng có lợi. Việc thiết lập những trở ngại nhân tạo không phù hợp với lợi ích của thị trường vốn của cả hai bên. Ông Triệu kêu gọi Mỹ cung cấp môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử của các công ty Trung Quốc đầu tư và hoạt động tại Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã gửi một lá thư tới hội đồng quản trị của các cơ sở giáo dục đại học Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ thắt chặt các quy tắc đối với các công ty niêm yết, rất có khả năng Tất cả các công ty lên sàn của Trung Quốc sẽ bị hủy niêm yết tại Mỹ trước cuối năm tới. Các trường đại học cần thận trọng chuyển đổi cổ phiếu Trung Quốc do quỹ của họ nắm giữ thành các tài sản khác. Vào ngày 18 tháng 8, ông Ken Katch, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách về tăng trưởng kinh tế và các vấn đề năng lượng và môi trường, đã viết một bức thư cảnh báo do các công ty Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm toán sau khi nâng lên. Họ sẽ bị hủy niêm yết quy mô lớn khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2021 tới đây. Ban quản trị quỹ tài trợ các trường đại học Mỹ phải cẩn thận thoái vốn đầu tư và cổ phiếu của Trung Quốc. Và ông Ken Kret cũng ngấn mạnh trong thư, do các công ty Trung Quốc phải tiến hành tái cơ cấu tài chính nên nắm giữ cổ phần của họ sẽ phải đối mặt với rủi ro cao. Bloomberg cũng đã có những bức thư cảnh báo này gửi tới hội đồng quản trị các trường đại học Mỹ. Ngoài ra, ông Ken Crest cũng cảnh báo các trường đại học rằng Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng của họ đối với các khu học xá. Ông cáo buộc Trung Quốc đang tài trợ bất hợp pháp cho các viện nghiên cứu, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và tuyển dụng nhân tài, và tuyên bố Mỹ đang đẩy nhanh các cuộc điều tra về vấn đề này. Bloomberg cũng chỉ ra rằng lời cảnh báo đối với quỹ tài trợ của các trường đại học Mỹ đã mở ra một mặt trận mới cho hành động nhất tề đa hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại chính phủ, công ty và cá nhân Trung Quốc. Được biết, thời gian gần đây, chính phủ Mỹ thường xuyên có những hành động chống lại các công ty Trung Quốc sau khi ra tay với các ứng dụng như TikTok và WeChat thì đã bắt đầu đe dọa các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ vào ngày 6 tháng 8, Nhà Trắng đưa ra một dự án đòi hỏi các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán của Mỹ. Nếu không, các công ty này sẽ buộc phải hủy niêm yết và các quy tắc liên quan sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đề ra. Theo trang sinh tao của Hồng Kông ngày 11 tháng 8 dẫn nguồn hãng Reuters, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với công ty Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực khác nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ trước khi kết thúc năm 2021. Ông Mnuchin và các quan chức khác đầu tháng 8 đã đưa ra các khuyến nghị trên các ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ SEC để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty Trung Quốc và các công ty Hoa Kỳ sẽ thực hiện là như nhau. Nếu không sẽ phải hủy niêm yết. Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 5 năm nay đã thông qua một nghị quyết yêu cầu các cơ quan hành chính bắt buộc các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ tuân thủ các quy định quản lý và kiểm toán do Hoa Kỳ đặt ra đối với các công ty niêm yết. Một quan chức Bộ Tài chính chỉ ra rằng quyết định liên quan chỉ nhằm thúc đẩy một sân chơi bình đẳng để các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ có cùng tiêu chuẩn với tất cả các công ty khác. Tencent Music, do Tencent nắm giữ quyền cổ phiếu và niêm yết tại Mỹ cho biết, trong một cuộc họp phân tích rằng còn quá sớm để biết liệu họ có bị hủy niêm yết tại Hoa Kỳ hay không và việc hủy niêm yết không phải là sự lựa chọn duy nhất, cũng có thể chọn cách chấp nhận các tổ chức kiểm toán của Mỹ tham gia vào việc kiểm toán. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Mỹ chuẩn bị hành động quyết liệt với cổ phiếu Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo thu thủy của Việt Times đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.